Thế giới động vật muôn màu với bao điều lý thú. Không ai có thể tự cho mình là hiểu rõ về mọi loài tồn tại trên hành tinh của chúng ta. Kết quả vô số cuộc nghiên cứu và khảo sát đã cung cấp cho chúng ta những hiểu biết thú vị về các loài động vật. Khi bạn nói đến động vật bay, điều đầu tiên chúng ta nghĩ đến là chim. Chim là một số họ hàng gần nhất với khủng long và chúng là loài làm chủ bầu trời. Tuy nhiên, có rất nhiều động vật bay khác mà không phải là chim. Trong clip này, chúng ta sẽ tìm hiểu về loài động vật bay, là một loài động vật có vú thú vị nhất mà không phải là chim. Đó chính là loài chồn bay Sunda. Tại Việt Nam gọi đơn giản là chồn bay hay chồn rơi, còn biết đến như là chồn bay Malaya, vượn cáo bay Colugo là một loài chồn bay Sinox Ephalida, bộ Desmoptera. Loài này được Outback mô tả năm 1799. Cho tới gần đây, nó được coi là một trong hai loài chồn bay còn sinh tồn. Loài kia là chồn bay Philippines, chỉ tìm thấy trên các đảo miền Nam Philippines. Chồn bay Sunda được tìm thấy khắp trong khu vực Đông Nam Á, tại Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Campuchia, Việt Nam và Singapore. Chồn bay Sunda trên thực tế không bay được, thay vì thế, nó lượn và truyền giữa các cây. Nó là loài động vật sinh sống trên cây và hoạt động tích cực về đêm, ăn các loại thức ăn thực vật mềm như lá non, chồi, hoa và quả. Sau chu kỳ mang thai khoảng 60 ngày, một con non được sinh ra và được con mẹ mang theo trên bụng mẹ nó trong một màng da lớn. Chồn bay Sudan có mắt to, màu nâu đỏ hay nâu lục nhạt. Màng da nối từ cổ với chi trước, chi sau tới hết các ngón chân và bao phủ tới đầu mút đuôi. Lông trên lưng và mặt mang da màu xám cho với nhiều lốm đốm màu trắng nhạt. Lông bụng và mặt dưới màng da hung đỏ hoặc nhạt hơn, không có đốm. Con cái có màu xám, con đực màu sáng hơn chuyển dần sang màu nâu, thậm chí hơi đỏ. Chiều dài chi trước và chi sau gần bằng nhau, chân có 5 ngón. Các ngón chân nối nhau bằng màng da tới tận gốc vuốt chân. Chồn bay sống đơn lẻ trong các khu rừng nguyên sinh hay thứ sinh có nhiều cây gỗ to trên núi cao và vùng đất thấp. Chồn bay hoàn toàn sống trên cây, chúng bò trên cây giỏi nhưng chậm, có thể bay liệm từ cây này sang cây khác với khoảng cách khá xa. Hoạt động vào ban đêm, làm tổ trong bọng cây to cao 20 đến 50 mét. Mùa sinh sản từ tháng 6 đến tháng 9, đẻ mỗi lứa một con. Con sơ sinh yếu được nuôi trong túi do màng da ở phần đuôi tạo thành.
túi da mềm và ấm, con non sống trong túi đến khi tự lập. Chồn bay sonda được luật pháp nhiều quốc gia bảo vệ. Việc săn bắn để lấy thịt là mối đe dọa lớn nhất đối với loài này. Bên cạnh đó, sự tàn phá rừng và mất môi trường sống cũng gây ra sự suy giảm quần thể của chúng. Ngoài ra, sự cạnh tranh xảy ra với sóc ba màu cũng là một đe dọa với chồn bay sonda. Tại Việt Nam, độ suy giảm quần thể ít nhất là 50% trong 20 năm gần đây. Do chặt phá rừng bừa bãi, làm mất nơi cư trú của chúng. Nơi cư trú suy giảm nghiêm trọng. Diện tích phân bố mở rộng hiện nay ước tính dưới 20.000 km². Nơi cư trú giảm từ 2.000 km² còn lại dưới 500 km². Chồn bay sonda đã được đưa vào sách đỏ Việt Nam. Cấm tuyệt đối săn bắn, buôn bán trái phép. Cần xây dựng các khu bảo tồn có chồn rơi sinh sống. Khuyến khích nuôi và nhân giống trong các vườn thú. Cho tới gần đây, các nhà khoa học đã công nhận hai loài chồn bay. Nhưng các nhà nghiên cứu khi phân tích các vật liệu di truyền thu được từ chồn bay sonda sinh sống trên bán đảo Mã Lai cùng hai đảo Borneo và Java đã phát hiện thấy các khác biệt di truyền lớn tới mức đủ để đề xuất rằng chồn bay sinh sống trên mỗi đảo đã tiến hóa thành các loài khác biệt. Các loài chồn bay là họ hàng còn sinh tồn gần gũi nhất của linh trưởng, đã rẽ nhánh ra khỏi nhau khoảng 86 triệu năm trước trong hậu phấn trắng. Các nghiên cứu phát sinh loài phân tử đã chứng minh rằng linh trưởng, chuột trù cây và chồn bay là các họ hàng gần, tạo thành một nhóm tiến hóa riêng lẻ có thể truy ngược lại cùng một tổ tiên chung.